Thưa quý vị, ngay sau khi đường bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh được nối lại, dù giá vé khá cao nhưng khách hàng đã ồ ạt đặt mua vé, khiến hãng bay phải thông báo đã kín chỗ cho nhiều ngày sau. Theo khảo sát, thời điểm 12 giờ trưa ngày 12 tháng 10, nếu khách đặt vé chuyến bay khứ hồi Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh tại website của Vietnam Airlines thì giá vé thấp nhất ở chiều đi vào ngày 16 tháng 10 là 3 triệu 583 000 đồng, chiều về ngày 17 tháng 10 là 3 triệu 583 000 đồng tổng chi phí bay khứ hồi Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh ở mức sắp xỉ 7,2 triệu đồng trên một vé đã bao gồm thuế phí. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng 15 giờ cùng ngày, website bán vé của Việt Nam Airlines đã thông báo hết vé chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10 và đến ngày 20 tháng 10 giá vé của đường bay này cũng chỉ còn hạng thương gia với 7,6 triệu đồng. Hai ngày sau đó xuất hiện giá vé phổ thông trên 3,5 triệu đồng một vé với trạng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, hãng bay Vietjet Air đang bán vé ngày 14 tháng 10 với giá dao động từ 2 triệu 650 000 đồng đến 3 triệu 600 000 đồng, chưa bao gồm thuế phí. Trạng Hà Nội Đà Nẵng khởi hành ngày 14 tháng 10, hãng này đưa ra 3 mức vé: 289 000 đồng, 809 000 đồng và 2 triệu 160 000 đồng. Nhiều người tiêu dùng phản ánh giá vé đang đắt hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, trả lời với báo chí, đại diện Vietnam Airlines nêu rõ, Giá vé tăng cao trong thời điểm hiện nay là bởi đang trong giai đoạn thí điểm, hãng buộc phải giới hạn mức 1 chuyến khứ hồi trên một ngày, cộng với quy định giãn cách hành khách nên chi phí bị đội lên. Thông tin từ Vietnam Airlines cũng cho biết, trong những ngày đầu mở bán các chuyến bay nội địa trở lại sau thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19, nhiều chuyến bay đã kín chỗ, hãng vẫn tiếp tục mở bán vé các chuyến bay trong những ngày tới trên website, ứng dụng và đại lý phòng vé chính thức.